Hôm nay thứ năm ngày 8 tây tháng 7 2021. Đây là của Đài Mỹ họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới. Ngày hôm nay có 186.294.580 người bị nhiễm COVID-19 trên thế giới. Số người bị chết vì COVID-19 trên thế giới hậm rài là có 4.025.542 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. Có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại có 170 triệu 449.116 người hết bệnh về COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới ngày hôm nay. Hiện tại USA là đang đứng đầu về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới có 34 triệu 673 454 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 trên nước Mỹ hẩm dài là có 29 triệu 202 ngàn 173 người. Số người chết trên nước Mỹ hẩm rài là có 622 ngàn 188 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, nước Mỹ tăng thêm 16.413 người bị nhiễm và 236 người chết. India, Ấn Độ ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 30 triệu 743 013 người bị nhiễm COVID-19 bên Ấn Độ. Số người hết bệnh bên Ấn Độ hổm rài là có 29 triệu 871 850 người. Số người chết bên Ấn Độ hổm rài là có 405 527 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ấn Độ tăng thêm 34.443 người bị nhiễm và 470 người chết. Brazil hiện tại ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trong người bị nhiễm COVID-19, bên Brazil hổng rài là có 18.962.786 người. số người hết bệnh, bên Brazil hổng rài là có 17.422.854 người. Trong người chết, bên Brazil hổng rài là có 530.344 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Brazil tăng thêm 53.749 người bị nhiễm và 1.733 người chết. Pháp ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19, có 5.799.107 người bị nhiễm COVID-19. Trong người hết bệnh về COVID-19, bên Pháp hẩm rài là có 5.641.613 người. Số người chết bên Pháp hợp rài là có 111.284 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Pháp tăng thêm 4.442 người bị nhiễm và 25 người chết. Russia, nước Nga ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 5.707.452 người bị nhiễm COVID-19 trong người hết bệnh về COVID-19, bên Nga hổng rài là có 5.143.255 người. Trong người chết bên Nga hổng rài là có 140.775 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Nga tăng thêm 24.818 người bị nhiễm và 734 người chết. Turkey ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới trổ nhị kỳ đó có 5.465.094 người bị nhiễm COVID-19. trong người hết bệnh về COVID-19 bên Thổ Nhĩ Kỳ hậm trài là có 5.333.759 người. Số người chết bên Thổ Nhĩ Kỳ hậm rài là có 50.096 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ tăng thêm 5.171 người bị nhiễm và 48 người chết. UK ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới nước Anh đó có 5 triệu 022.893 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 bên Anh hổm rài là có 4 triệu 348.864 người. Số người chết bên Anh hổm rài là có 128.336 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Anh tăng thêm 32.551 người bị nhiễm và 35 người chết. Argentina ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trên thế giới, có 4.613.019 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 bên Argentina hổng rài có 4.226.694 người. Số người chết bên Argentina hổng rài là có 97.904 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, tăng thêm 19.256 người bị nhiễm và 465 người chết. Colombia ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.450.086 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh bên Colombia hổm rài là có 4.172.018 người. Số người chết bên đó hổm rài là có 111.155 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Colombia tăng thêm 23.275 người bị nhiễm và 577 người chết. Ý Italy ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Có 4.267.105 người bị nhiễm COVID-19 bên Ý. Số người hết bệnh bên Ý hậm ra là có 4.097.905 người. Số người chết bên Ý hậm ra là có 127.731 người. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ vừa qua, Ý tăng thêm 1.394 người bị nhiễm và 13 người chết. Đó là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên thế giới. Còn đây là của đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại ngày hôm nay có 34.673.493 người bị nhiễm COVID-19. Số người bị chết về COVID-19 trên nước Mỹ hậm rài là có 622.188 người. Recover là hết bệnh nha, không phải ai nhiễm bệnh đều chết hết. Có người hết bệnh hoàn toàn. Hiện tại ngay bây giờ có 29.202.173 người hết bệnh về COVID-19 trên nước Mỹ. Còn đây là của Đài họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ ngày hôm nay. Hiện tại là California đang đứng đầu về top 10 nhiễm Covid-19 trên nước Mỹ. Có 3.829.026 người bị nhiễm Covid-19 bên Cali. Số người hết bệnh bên Cali hẩm dài là có 2.077.717 người. Số người chết bên Cali hẩm dài là có 63.806 người trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, California tăng thêm 543 người bị nhiễm và 48 người chết. Texas ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 3.013.090 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 bên Texas hỏng rài là có 2.904.973 người. Số người chết bên Texas sinh sống rài là có 52.750 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, Texas tăng thêm 1.649 người bị nhiễm và 28 người chết. New York ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Có 2.176.747 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 bên New York khẩm rài là có 1.996.736 người. Số người chết bên New York khẩm rài là có 54.069 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, New York tăng thêm 624 người bị nhiễm và 6 người chết. Illinois ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ có 1 triệu 394.852 người bị nhiễm COVID-19. Trong người hết bệnh về COVID-19, bên Illinois hổm rài là có 1 triệu 358.799 người. Trong người chết bên đó hổm rài là có 25.748 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, Illinois tăng thêm 617 người bị nhiễm và 15 người chết. nhà ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 có 1 triệu 218.137 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 bên Pennsylvania ẩm rài là có 1 triệu 177.136 người. Số người chết bên Pennsylvania ẩm rài là có 27.831 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, Pennsylvania tăng thêm 258 người bị nhiễm và 10 người chết. Georgia ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trong người bị nhiễm COVID-19 bên cho trò hỏm rài là có 1 triệu 138.492 người. Trong người hết bệnh bên cho trà về COVID-19 hỏm rài là có 1 triệu 058.106 người. Trong người chết bên đó hỏm rài là có 21.470 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua, cho trà tăng thêm 932 người bị nhiễm và 3 người chết. New Jersey ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 1 025.079 người bị nhiễm COVID-19. Số người hết bệnh về COVID-19 bên New Jersey hổm rài là có 983.515 người. Số người chết bên đó hổm rài là có 26.493 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, New Jersey tăng thêm 331 người bị nhiễm và 3 người chết. North Carolina ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19. Trong người bị nhiễm COVID-19 bên North Carolina hổng rài là có 1 triệu 016.892 người. Trong người hết bệnh bên North Carolina hổng rài là có 994.472 người. Trong người chết bên North Carolina hổng rài là có 13.475 người. Trong vòng 6 tiếng hồ vừa qua tăng thêm 630 người bị nhiễm và 15 người chết. Tennessee ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 869.191 người bị nhiễm COVID-19 bên Tennessee. số người hết bệnh bên Tennessee hổng rài là có 853.563 người. Số người chết bên Tennessee hổng rài là có 12.592 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, Tennessee tăng thêm 453 người bị nhiễm và 9 người chết. India nè, ngày hôm nay cũng trở thành là top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ. Có 756.625 người bị nhiễm COVID-19 bên India nè. Trong người hết bệnh bên đó hổm rài là có 730.927 người. Trong người chết bên India nè, hổm rài là có 13.909 người. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ vừa qua, India nè, tăng thêm 555 người bị nhiễm và 17 người chết. Đó là của Đài, họ báo cho mình biết về top 10 nhiễm COVID-19 trên nước Mỹ và trên thế giới.